Hi, chào tất cả anh em yêu thích game kiếm hiệp 4.0. Thì trong video này mình sẽ review về cái phần nạp của game. Thì đối với cái game này á, thì của thằng PGB thì nó cũng nạp là ong thôi anh em ơi. Nói chung là nạp ong thì nó sẽ có nhiều cái lợi hơn. Ví dụ nếu anh em nạp trực tiếp vô, ví dụ anh em nạp 1 triệu thì nó hết 1 triệu. Còn anh em nạp, ví dụ anh em nạp ong này á, nạp ví á, thì 1 triệu thì nhiều khi anh em muốn nạp vô game bao nhiêu thì nạp, còn dư lại thì còn lại còn nằm trong quý. Thì đối với cái game này á, thì anh em cũng vào trong cái phần trang chủ của nó nghe anh em, kiếm hiệp 4.0 thì anh em vô phần trang chủ. Do cái PC mình gửi đi sửa rồi cho nên là mình cũng không thể nào mà làm trên PC được đó. Thì game thì nó đã ra tới rồi anh em ơi. Thì, trong video này mình sẽ sử dụng trên điện thoại cùng với anh em luôn. Thì cái trang nạp này thì anh em vào trong nạp.vlay.vn, nạp thì không có chữ, không có dấu nha anh em. Đó là cái trang nạp thì anh em cứ lựa chọn nạp ong đi, đó ONG, nó là nạp ong. Còn anh em lựa chọn trong cái phần mà kiếm hiệp này á, ví dụ như anh em chọn vô cái phần kiếm hiệp này luôn á thì nó nạp trực tiếp thôi, để thay vì mình nạp vô game nó sẽ sướng hơn nha anh em. Có nạp vô ví nó sẽ sướng hơn đó. Thì ở đây nó sẽ có một số cái phần thì mình sẽ không giới thiệu trong cái phần nạp về thẻ đâu anh em. Ví dụ như trong thẻ game này, để coi mình trong thẻ game này thì nó sẽ có trong cái phần nó sẽ ưu tiên những cái loại nào. Để coi, ví dụ như mình nhắn vô 20k đúng không, đó thì nó sẽ lựa chọn cho anh em một, nó sử dụng cái thẻ Vcoin và thẻ GTE. Vcoin á, Vcoin thì nó của VTC, còn thẻ GTE này là như là thẻ của mấy của nhập hành nào mình cũng không biết anh em. Nhiều khi thẻ GTE thì nó GTE thôi chứ mình cũng không biết, là nói chung là nó sử dụng đồng tiền chung anh em. Đó thì ví dụ như anh em nhắn vô, ví dụ như anh em nạp cái thẻ Vcoin này thì anh em có thể là mua cái thẻ Vcoin của VTC nha. Đó thì anh em lựa chọn ở đây thì anh em có thể điền mã thẻ nè, và cái nhập cái số seri vô, và nhập cái thông tin để xác nhận vào tôi không phải là người máy thì anh em xác nhận. Thì trong video này mình sẽ không review về cái phần này, cái phần này nó quá là đơn giản rồi. Thì ở đây nó sẽ có một cái phần khác, nó sẽ có ưu thế hơn, lợi thế hơn. Thì nó là cái phần chuyển khoản ngân hàng, chuyển khoản ngân hàng đó. Thì anh em sẽ nhấn vô đây nha, nó chuyển khoản ngân hàng là cái gì ạ, nó là cái chỗ này nè anh em, cứ để nó ngay góc thì nó cứ nhảy vô đó, nó chuyển khoản ngân hàng. Thì ở đây á đơn giản thôi, nếu mà nó được giảm 10%, nói chung là chiết khấu được 10%, anh em nạp 1 triệu thì anh em chỉ cần tốn có 900k thôi. Thì trong video này mình sẽ không nạp nhiều, mình chỉ nạp 500k. Thì ngày hôm qua mình nạp 79k trên điện thoại thì nó chỉ được có 16, nó chỉ được có 16 linh phiếu thôi. Thì để coi 16 linh phiếu nhân cho 10 thì 790 đúng không? Nó có nghĩa là nếu như anh em mà nạp trên điện thoại như vậy thì nó sẽ rất là tốn kém. Ví dụ thay vì cũng được 16 nhưng mà anh em phải tốn kém tới 790.000. Còn ở đây á, thì anh em nạp trên đây thì anh em nạp vô phần chiết khấu này, thì anh em nạp trên trên web á, thì anh em sẽ lợi thì tầm khoảng 160 linh phiếu á, thì nó tầm khoảng 450k thôi. Rồi thì 160 linh phiếu thì nó tương đương với khoảng là 4.250 ong nghe nè. Đó 4.250 ong, đó là chỗ này nè, đó là anh em sẽ phải nạp. Rồi mình sẽ lựa chọn cái gói này đó, 500k. Rồi ở đây mình chỉ cần nhập cái số điện thoại vào thôi nha. Thì cái phần này thì nó sẽ yêu cầu mình quét mã rồi đó anh em, quét mã thì mình không biết quét được hay không, đây để mình coi coi trên điện thoại thì nó hơi căng chút xíu, tại trên điện thoại chắc cũng phải chụp hình nữa mới quét ra được quá, chứ mình cũng không không có không có hai cái điện thoại để nó quét nữa, là mình coi coi anh em. Rồi mình sẽ tạm che cái số điện thoại lại nha anh em. Rồi thì sau khi mình điền xong số điện thoại để mình tới đây thì nó sẽ có hai cách. Một là anh em sẽ quét mã đó, đây là cái mã này đó. Thì cái mã này anh em chỉ cần quét lên một cái là nó sẽ hiện đưa thẳng trực tiếp anh em về trong cái phần chuyển. Còn nếu không á thì anh em như mình ở đây không không có thể được đúng không, thì anh em sẽ sử dụng bằng cái là copy. Ví dụ như đây là để coi ngân hàng,
Ở đây thì chắc chắn mình nghĩ nó sẽ có cái phần chuyển chuyển đổi ngân hàng nha, để coi coi có chuyển đổi hay không. Đó. Ở đây là ngân hàng, VB Bank, TB Bank và MB Bank. Đó thì anh em sẽ chuyển chuyển tiền vào cái tài khoản này, đó. Và anh em sẽ copy cái số tài khoản này, ví dụ như copy số tài khoản này cho cái chủ cho ngân hàng nhận. Đồng thời, anh em sẽ copy cái nội dung. Ví dụ anh em copy luôn cái này, đó anh em sẽ copy cái này nha. Trong cái phần nội dung á. Còn nếu anh em nào mà quét mã được, anh em nào quét mã được á thì để quét luôn. Nó dễ hơn. Ồ cái này nó không cho mình quét gì kiểu này anh em ơi. Rồi sau khi anh em copy cái phần số tài khoản anh em nhập vô rồi và cái phần nạp 268 nè, đây là cái phần nội dung. Thì sau khi anh em copy vô đây rồi thì anh em nhập cái số tiền mà vô là 450 450k nha, 450k rồi anh em nhấn tiếp tục anh em gửi. Tùy thuộc vào cái số tiền của anh em nha anh em. Anh em nạp thừa cũng không sao đâu. Nạp thừa thì nó rồi, nói chung là mình đã chuyển xong rồi anh em ơi. Đó, mình đã chuyển xong, gửi xong thì bây giờ mình sẽ F5 lại. F5 thì anh em chỉ cần vuốt xuống là tự nó cập nhật lại thôi à. Rồi. Thì bây giờ mình đã có được 4.250 ông rồi đó. Nó đã vào rồi. Thì kệ nó đi. Tới đây là coi như mình đã hoàn thành cái phần nạp của mình rồi nha anh em. Nói chung là đã có phần nạp rồi. Thì ở đây á thì nó lợi hơn anh em ơi. Nói chung là nạp này nó cũng lợi hơn. Ví dụ anh em nạp được 10% thì có được như thì có. Còn nếu mà anh em mình chỉ nghĩ một số anh em mà nạp trong cái phần cái gì đó mà nạp lậu nè, nạp lậu thì vẫn có cách mà dễ bị chết tài khoản lắm. Anh em mà nạp lậu đúng không? Cái điện thoại của anh em nạp lậu, đồng thời khi mà nó phát hiện ra đó, anh em nạp lậu đồng thời nó sẽ phá nó sẽ phá cái IP trên điện thoại của anh em luôn. Sau này anh em sẽ rất khó để mà chơi chơi cái game của cái nhà phát hành đó được, rất là khó. Rồi thì nạp mình đã nạp xong rồi, bây giờ mình sẽ vào trong phần game nha anh em, vào trong phần game đợi mình tí nha anh em. Anh em muốn loại bỏ cái đỏ đỏ này nè, quên nó vô nó đường tò te không biết nó có sao không đây. Cái phần này sao mình nhắn vô đây nó không đưa mình tới cái phần đánh giá không biết đó. Thì ở đây nè anh em có thể là ong thì mình đã có rồi, trong quý mình đã có rồi nè. Thì mình vô đây mình sẽ lựa chọn nha, đó mình lựa chọn. Thường anh em nó mình quay trở lại trang chủ, thường bên ngoài nó cũng có nè. Cái server của mình là server 3 nghe nè, nhân vật là có anh đó. Thì mình vào trong cái phần này thì anh em cũng có thể lựa chọn những cái gói nó trong đây nè nè. Nó đây là những cái gói mà nó sẽ có trong đây nè, gói ngân phiếu. Thì thường á nè, thường á là cái anh em có thể chuyển sang để mà mua mấy cái gói này, nó sẽ ra ngân phiếu rồi vào ngân phiếu để mua. Thì ở đây à 100 tính ra nè, và ở đây là 450k thì nó sẽ được 150 linh phiếu. Để coi hồi nãy thì mình mua trên điện thoại á thì 790k thì được tầm khoảng chắc là khoảng 16 ngân phiếu nè. Thì nếu mà tính ra để coi thì 500k, nếu mình mua 500k thì chắc tầm cũng phải nó cũng ra được là 160 ngân phiếu thôi nè. Tính ra nó cũng lợi hơn, nạp đây nó cũng lợi hơn ha. Thì ở đây nè, anh em có thể nè.
nếu mà anh em không sử dụng nhiều thì mình dùng từ từ thôi, tùy theo anh em mua thôi. Ví dụ như anh em mua 30 ngân phiếu, anh em vô trong anh em nạp cũng được, 60 cũng được, hoặc là anh em có thể là mua 45 hay là 39 gì đó, tùy thuộc anh em mua nè. Đó nó thì đây mình sẽ đổi ra nha, đó mình sẽ đổi ra đó ngân phiếu nè. Rồi đó thì tạm thời mình có nhiêu ông rồi, mình có nhiêu ngân phiếu mình cũng không biết luôn. Rồi quay trở lại đó, mình ở đây mình mua cái ngân phiếu xong cái tính này, mua từ từ thôi em ơi. Nói chung là mà cái này á thì mình có thể là nạp được cho nhiều game, mình vô cái quý này mình nạp được nhiều game, mình có thể mua được nhiều nè. Đó bây giờ mình mua thêm cái này nó đi cho được 45 cho nó đỡ chút xíu, mình cũng không muốn đó. Mình không muốn nạp một lần cho nó hết đó, mà nhiều khi mình lấy tài khoản thì mình chơi mấy cái game khác cũng được nữa nè. Thì nạp thành công rồi bây giờ mình vào game. Để coi thư thì như thế nào đây. Cảm ơn bạn Kaka. Chắc cái này giúp đỡ có bản gì đó nha mình. Rồi để xem con phần mình có bao nhiêu linh phiếu rồi. Đó thì hiện tại lúc nãy mình mua 45, mình còn 2 linh phiếu này, mình còn 2 linh phiếu, bây giờ mình đang còn 47 nghe em. Đó chỗ này nè nghe em. Đó chỗ này nè, đây là ngân phiếu cho lộn. Ngân phiếu đó. Mình sẽ anh em đừng có mua trực tiếp vào đây, đừng dùng ngân phiếu mua trực tiếp vào đây, nó phí tiền lắm anh em ơi. Anh em mua mấy cái gói, nó mua mấy cái gói nó mới mới có lợi hơn. Ví dụ như quà nạp ngày nè, quà nạp ngày cũng vậy nè. Đó. Thì mua mấy cái này thì nó sẽ lợi hơn nha anh em. Cái gói này tôi coi cái này 30 18 đúng không? Tùy thuộc vào nè. Thì anh em mua mua cái này 30 thì anh em được 600 ngọc rồi. Đó. Còn cái này cái gói này thì 18 hai anh em từ từ nhé. Cái game này á nó có một cái nữa thì gọi là cái trụ bảo bồn đó, thì mình chỉ cần nạp thêm 10 tiên ngọc nữa thôi là mình đã có quay rồi. Thì ngày hôm qua mình sử dụng hết 15 linh phiếu rồi, thì mình đang có được là tầm khoảng 400 mấy đó nè, 500 mấy ngọc gì đó, mà ngày hôm qua mình sử dụng hết 20 rồi đó. Đó thì mình nếu mà cái này anh em chơi lon, anh em chơi lon, anh em không cần nạp nhiều, anh em nạp cho mỗi một con lon tầm khoảng 50k thôi, là khi ra 50k thì lúc đó anh em sang cái chế độ này nè. Đó sử dụng cái này anh em quay thì nó sẽ lời hơn nha. Đó còn nếu mà nhiều khi mà anh em không nạp cho mấy con lon, anh em nạp vô đương nhiên anh em nạp vô đặt chính của anh em cũng được nữa, nhưng mà cái phần thưởng của nó thì nó cũng không bằng anh em ơi. Cái phần thưởng tính ra nó cũng không có nhiều ngọc, nhưng mà nó sẽ có được cái phần thưởng vô chính nha. Đó. Nhưng mà cái quan trọng là anh em tiêu ngọc tiêu vàng tiêu thì nó sẽ lên VIP nha. Chuyện đó không quan trọng, quan trọng anh em có được cái nhiều, có được nhiều cái linh ngọc để anh em mua mua mấy cái quà, ví dụ như mấy cái gói không đồng này nè. Đó quan trọng mấy cái gói không đồng này, khi anh em mua mấy gói không đồng này sau này nó sẽ trả lại cho anh em nha. Đồng thời khi anh em mua thì nó sẽ được cái gì đó cái gì cái phần thưởng mà quay. Nói chung là cái phần thưởng mà sẽ quay được một cái món quà của trong cái phần nạp nha em. Giờ nó nằm đó bắt mẹ mình không nhớ thế nào nữa. Nói chung là quay đồ quý hiếm á, nói chung là quay được một lần á, nói chung là điểm quay á em. Quay rồi thì bây giờ mình sẽ coi cái nào nó có giá trị thì mình vô nghe nè. Coi nạp nạp chung là cái nào chung này cũng có, mình để coi coi đây nó có nè, thì phần đào đúng không. Đó, thì mấy cái này anh em coi cái nào anh em được thì nạp được thì nạp đó. Cái ngày thứ hai anh em, nếu anh em mà không quan trọng thì cái ngày thứ hai anh em hãy nạp. Để coi cái phần nạp đầu đó, thì anh em cũng có thể là nạp, ví dụ như nạp nạp thêm 16 tiên ngọc. Cái này là nạp nạp đặt móc để nhận nha, cái này nạp đặt móc để nhận, nó không có gần như nó không có phần thưởng nạp một lần tặng ba lần gì hết trơn anh em ơi. Không thấy mà nói chung là cái phần thưởng của cái game này thì nó nạp thì nó cũng 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 nhiều lắm. Cái này chữ nhỏ quá nhờ không rõ anh em ơi, vì không rõ trên phần PC, chơi trên PC thì nó dễ nhìn hơn anh. Cái lại đây mình cũng không có cái phần chỉ dẫn của con chuột, anh em cũng khó mà nhìn thấy lắm. Nhưng mà mình thấy anh em nạp cái phần nạp ngân phiếu thì nó lợi hơn nạp ông thì chơi được nhiều game hơn, nó nạp nhiều game hơn đó nè.
Rồi để mình sẽ coi cái nào này. Thì đương nhiên mình sẽ nạp luôn cái gói bài 30 nha nè. Nạp luôn cái gói 30 này trong phần này có phần thử tích nạp. Đồ bà ồ, mấy cái này xa vời lắm anh em ơi. Còn 28 ngày mình cũng không có cái gì phá nữa trơn ta. Rồi cái này đi lại xa lắm, coi nạp mỗi ngày. Nạp mỗi ngày thì có nghĩa là nạp bất kỳ còn nhận được đúng không? Hoàn trả mỗi ngày. Hoàn trả mỗi ngày là sao ta? À, nạp 45 ngày bếp bô bô trời ạ. Thụ bà nó điếm thú dữ vậy trời. 45 ngày mới nhận được à. Ngày nạp nhiêu? Giới thiệu hoạt động mỗi ngày nạp mệnh giá bất kỳ. À, khi nào anh em nạp mệnh giá bất kỳ chứ mệnh giá nam kỳ thì chắc không có. Thôi cái nào giỡn giỡn chơi chơi anh em. Rồi quay trở lại nạp cái đi anh em. Mình sẽ ưu tiên vào trong cái ừ ở đây nè anh em. Ở đây này cái nó có cái phần này nè. Ví dụ như ở đây nó có cái phần quà này nó cũng khá là quan trọng nè. Thì cái này 68 năng phiếu à. Ví dụ như anh em mua một ngày á, một ngày thì nó 8 năng phiếu đúng không? Một ngày nó 8 năng phiếu mà anh em mua 10 ngày liên tiếp. 10 ngày liên tiếp thì nó giảm cho anh em được 12 năng phiếu, nó cũng đỡ lắm ha anh em. Đó, nó cũng đỡ về cái phần này lắm nè. Đó. Nhưng mà cái nào cũng có cái giá của nó nè. Ví dụ như anh em nạp anh em mua 10 ngày liên tiếp luôn á, mua phần thưởng nhận gấp 10 lần á, thì nó cũng có cái lợi mà có cái hại gì. Ví dụ như anh em á, anh em mà đầu tư ít game á, anh em nạp ít á thì không sao, thì nạp một phát một. Còn nếu anh em mà muốn nạp ngày 20k để anh em nhận cái phần thưởng hàng ngày đó thì nó sẽ mất hết nha, nó sẽ không bằng. Cho nên cái này thì nó cũng không thể bù có cái được cái mắc thôi chứ gì hết. Ví dụ như cái ba cái món quà này thì nó 8 linh phiếu nè, 6 linh phiếu nè, cái này 3 linh phiếu nè. Đó, anh em có nghĩa là anh em mua hết ba cái này thì cái giá của nó sẽ là 10 ngân phiếu. Nhưng anh em mua từng cái á, thì nó sẽ là 10 ngân phiếu. Còn nếu anh em mua một lượt một là nó sẽ giảm cho anh em 8 ngân phiếu. Đúng không? Nó sẽ giảm đi anh em hai cái ngân phiếu. Đó. Còn ví dụ như anh em mua gấp 10 lần thì nó sẽ còn 68 ngân phiếu, nó giảm thêm 12 ngân phiếu nữa. Đáng lý ra gấp 10 lần là nhiêu? Gấp 10 lần là 100 ngân phiếu đúng không? Đó, anh em mua 10 ngày thì nó sẽ 100 ngân phiếu, nhưng mà anh em mua một lần một thì nó giảm đi 32 ngân phiếu. Nó cũng có cái lợi cái hại nè. Đặc biệt là mấy cái này nè. Đó, đặc biệt là cái viên này nè. Đó, cái viên này. Thì chắc chắn thì nữa mua thì mình cũng sẽ mua, nhưng mà phải mua sau nha nè. Còn trong video này thì mình không thể mua được. Mình cũng lười thoát ra thoát vô lắm anh em. Thoát ra thoát vô để mua cái ngân phiếu này nè. Đó, bây giờ mình ở đây mình từ từ đi. Đó, mình sẽ nạp cái quà ngày này trước. Cái quà ngày này thì có cái gì đây? 600 ngân phiếu nè. Có nghĩa là 30 ngân phiếu là mình sẽ nạp cái 30 ngân phiếu này trước đi. Đấy. Rồi. Thì trước tiên á là cái tụ bảo bồn của mình nó cũng đã lên được hơi khá mớ rồi đó nè. Thì ở đây mình chỉ cần cái đủ bà nó. Cái ngày nó mỗi ngày anh em ơi, ví dụ như mỗi một ngày anh em nạp vô. Cái này hình như để coi nó còn 14 giờ. Nó còn 14 giờ. Đấy. Cái này nó có ngày anh em ơi. Hình như nó reset lại nè. Hôm nay mình đã nạp lúc nãy anh em nhìn thấy là nạp thêm 10 ngân phiếu là nó bắt đầu quay. Bây giờ mình đặt lại từ đầu nó chỉ còn 10 nè, có nghĩa là nó reset lại ngày mới anh em ơi. Rồi bây giờ mình sẽ đặt vô nha. Hai chấm năm là được 25, lại được 15 đúng không? Mình sẽ bỏ cái dấu tích này lên em sẽ nhanh. Đó, 20. Đó, bỏ vô 20 thì mình lời được nhiêu ta? Lời được 25 đúng không? Rồi bây giờ mình bỏ vô 30. Mình cũng không biết mình còn được bao nhiêu lần nữa nè. Tại vì nãy mình nạp khá là nhiều đó nè, cho nên là quay được nhiều lắm nè. Thấy được 60 đúng không? Gấp bội. Mà càng về sau nó sẽ càng giảm thôi nha anh em. Anh em bỏ càng nhiều nó sẽ càng giảm lại. Ví dụ như bỏ là 1.8, nó còn 1.8, 1.2 đó. Đương nhiên cái này thì anh em ai cũng biết rồi. Bỏ 80. Bây giờ bỏ 80 được nhiêu nè. Nói chung là mình nạp 30 ngân phiếu rồi thấy cũng hơi cái này sẽ càng nặng như thế này. Đó, 80 thì cũng lời được 64 đúng không? Rồi bỏ vô 100 nè. Bỏ vô 100 thì lời nhiêu đây? Rồi lại được 80 luôn. Đó, hên xui bỏ vô 120 đây coi. Tại vì mình nạp này tới 30 ngân phiếu thì bỏ vô cũng hơi nhiều đó nghe nè. Đấy.
120 cũng lời được 60, nó càng ngày càng giảm lại anh em. Nhưng mà mình hiện có được một ca tư rồi đó, ca tư mình bỏ vô 160 rồi, 160 lời được 80 này anh em. Rồi bây giờ nó còn thiếu nè, rồi có nghĩa là mình nạp vô khoảng 30 linh phiếu thì nó tầm khoảng cái giá nhiêu đó đó anh em. Bây giờ nạp thêm 100 linh phiếu nữa thì mình sẽ được một phát khoảng ngàn này. Đó, 100 linh phiếu vô cái mức nạp này cũng đã đạt nè. Đó, bây giờ mình mua cái này luôn đúng không, mua cái này 8 linh phiếu đó, mua một ngày nè, nói chung là sung thích là mua thôi chứ gì anh em ơi. Đấy rồi đó, mua 3 phát. Quan trọng cái bình này nè, bình này để sân bot gì hết rồi đó, mình mua xong rồi mình nhận được ngay luôn, được 4 cái luôn, để mở ra hình xui không ta, mở ra còn cái nào không, đáng lý ra nó còn nữa mới đúng mà, để coi gì đây. Trời ơi mấy cái này á, cá bộ anh em ơi. Rồi trở lại đi, mình còn tầm khoảng 10 phút quay nữa thôi anh em ơi, 10 phút quay nữa, tại vì cái phần mềm quay này nó tầm khoảng 30 phút là hết à. Đó, rồi bây giờ mình nhận thưởng phần tích nạp của mình được cái gì anh em, đó được nhận thưởng nè. À được quay anh em ơi, quay phải bỏ qua luôn nè. Trời dạ, cái chị đây ông nội mẹ, dùng ngay, đang lên mặt. Hết rồi anh em ơi. À được được. À nói chung là nhận thưởng. Đấy, dùng luôn. À nói chung là hên quá, mình chưa có ấy. Ừ nó lắc rồi anh em ơi. Nó được 4 viên rồi đúng không? Trở lại. Đấy. Rồi cái móc 300 này nè, móc 300 được nhận thưởng nữa. Đấy, được nhận thưởng luôn. À được 2 phát quay nữa. Quay. Cái gì vậy? Không biết luôn. Cánh. Rồi, cánh luôn, cánh tàu lao thì có. Để coi nạp mỗi ngày, nhận luôn nè. Ép chân khí đúng không? Dùng luôn, cái này về nhận luôn. Đấy. Nạp đầu, nhận luôn. Dùng luôn. Nạp thêm 46 ngân phiếu nữa. Bà nội cha nó, không lẽ mình quất cái nữa cho nó hết luôn chứ ta. À không, cái này để coi cái này nó có hiệu lực anh em, chứ không phải là ấy đâu. 200 đúng không, ngày mai mình nạp thêm mới nữa mình nhận luôn cái móc này anh em. Tại vì anh em thấy nè, cái móc 60 nó không còn, nó cứ tư tăng lên điều vậy thôi anh em. À, cũng được đi. Rồi thì ở đây của mình có được nha, không cũng nhiều lắm anh em ơi. Đó bây giờ cái phần quà này nó đã hiện lên nè anh em. Ủa còn thiếu 20 tiên ngọc, 20 tiên ngọc nữa anh em ơi. Trời ơi. Đấy. Chuyện cái nữa anh em ơi. Trời ơi. 20 tiên ngọc đó ta. Đúng là cầm tiền nạp khơi khơi thiệt chứ. Rồi, xong. Đấy, bỏ vô 200 coi gai được cái gì nghe nè. Được một K8 rồi. Bỏ 200 nè, 200 mới ra nhân 3 là phơi lắm anh em, mà nó ra nhân 2 thì ra nhân 2 thì được, chúng ta có 1.2 thì được, như 1.2 thì được 40 ha, thử thử coi. Hên xui không? Đây 1.4. Đó. 1.2 thì mình lại được 40 mà 1.4 thì mình lại được ủa 80 đúng rồi. Nó tính cũng đều thế ghê nha. Mỗi lần mình lời thì mình lời được tầm khoảng 80 vậy đó. Kệ đó nha. Đó. Cũng nói chung là hết phần nửa rồi đó. Nạp 450 mà mình sử dụng là gần như là hết 250 rồi đúng không? 200 250 gì đó. Còn cái phần up lịch chiến thì mình sẽ không up đâu nha anh em. Up lịch chiến thì từ từ nữa mình chơi mà mình review, mình like rồi mình up em ơi. Cho nên là nó không mất thời gian lắm. Đó thì tính ra thì anh em nạp tầm khoảng 400 mấy mà anh em sử dụng 200 mấy là cũng đủ rồi. Tại trong phần thưởng thì còn nhiều lắm anh em ơi. Đó, phần thưởng này nó còn nhiều lắm. Thank you.
Nói chung là mấy cái phần thưởng này mà giờ này mà đi nhận hết mấy cái phần thưởng này cũng khá là nhiều. Mấy cái hoạt động này mình cũng chưa đi hết nữa nè. Để coi ở đây là sao, mua một lần. Sao có dấu chấm này đây đại ta? Trời nó lắc anh em ơi. Lắc quá. Ủa cái này cái gì ta, sẽ nó báo mình đây mua một lần nữa nè. Vé mua sắm server mới không đủ. À mình hiện nay mình đang có mấy vé ta. Không phải đâu, chắc cái này là mua không mấy đâu anh em ơi. Bao giờ mấy cái coin mình đó giờ mình chơi chưa bao giờ chơi cái chuyện hên xui nè. Mình có nhiều vàng mình cũng chưa bao giờ trúng được nữa, cho nên là mình không có chơi cái chuyện hên xui đâu. Đa phần mình thấy mình xui không chứ mình không thấy mình hên, cho nên là mình không có chơi cái chuyện hên xui, mình chơi không lại người ta. Rồi để coi cái phần ít vip của mình được nhiêu rồi ta. Chà chà, nạp tới đây vẫn chưa được 600 ngọc nữa anh em ơi. Trời à, mình nạp từ ngày hôm qua tới hôm nay mới có được 580 ngọc, anh em hơi chưa lên được ít vip 4 nữa. Mình nạp chưa mới có 580 ngọc mà bây giờ mình đang lên được 1k9 ngọc. Ghê thiệt. Thường á nè, mình mua mấy cái này nè, mình mua mấy cái này thì mình sẽ được như cái gì mà để quay cái phần vật phẩm hiếm á. Cái phần mua chung này có gì đây nha. Mua chung mình không mua đâu. Nó bây giờ trong phần server mới có gì đây. À nạp tích lũy nè. Nạp tích lũy mình được nhận nè. Đó, nạp liên tục. Nhận luôn nè. Ở đây có cái gì nhận luôn nè. Tích nạp server mới có được cái gì đây. 5k dùng luôn nè. Coi là củ thiên hoàng trả là sao đây. À đúng rồi, lì xì trời mang hoàng trả tiên ngọc 9 ngày. Để coi ngày hôm nay nó hoàng trả chưa. À nó lưu. Trời ạ, sao có hai thôi vậy. Hôm nay hoàng trả hai, để con không biết hôm nay nó hoàng trả bao nhiêu ta. Nó hôm nay hoàng trả hai là cái ngày đầu tiên nó trả hai nè, em nó trả từ từ vậy nè, nó trả tới giờ nào đầy thôi mà mình không biết. Mấy cái ngày này hoàn trả 10% anh em ơi, để coi hoạt động hoàn trả 11 ngày, hệ thống sẽ tự động lưu trữ lại 10% tiên ngọc trong 9 ngày đầu. 1% rồi. Nói chung là nó còn nhiều lắm anh em ơi, anh em nạp, anh em chơi game thì anh em nạp, thì anh em nào có nạp rồi đó thì anh em cứ comment bên dưới nha, coi anh em được những cái phần quà nào nha anh em. Mình thì sắp hết thời gian anh em ơi. Đó, thì mình sẽ không nạp nữa, nhưng mà ở đây thì nó sẽ có những cái quan trọng để cho mình mua nè. Đó, trước tiên mình sẽ mua những cái gói này trước đi. Gói này để coi mình đang có một ngày 6 đúng không. Thằng này 900, đó, có thể mua mấy cái này trước cũng được nè. Đấy. Này nhiêu đây. Này 1.200. Cái cây này tăng bao nhiêu ta. Ồ, cái cây này thì 6 cao mấy, đối với mình có cũng không như không bao nhiêu anh em ơi. Nó coi quan trọng là 10 cái này. Mình cái sự kiện này thì nó còn 14 giờ hả? Ủa nó hết sớm quá vậy ta? À hoàn trả ngay. Cái hoàn trả ngay là bao nhiêu ta, để coi phải không? Hoàn trả ngay sau khi mua. À hoàn trả ngay đây này, cái nào hoàn trả ngay mình mua được liền anh em. Đấy, hoàn trả ngay hôm mình cũng mua cái này trước đi. Để coi có cái trả là 980 hay không nha. Mua luôn. Mua có trả liền không. Đấy, mua rồi, đó, nhận lại luôn. Hay quá, im quá anh em ơi. Cái phần này im lắm rồi, nói chung là cái này im lắm rồi đó. Mua xong mà nó trả lại liền anh em, mua xong rồi nó trả lại liền là quá phơi luôn anh em. Ngày thứ hai này nha, ngày thứ hai đó nha anh em. Đó, mua luôn. Hay quá, nói chung là đấy, nhận luôn. Đó anh em ơi, im lắm anh em ơi. Quá im. Đấy, chích là 29 rồi anh em ơi, để coi. Cái này à, cái trà này 2k6 không đủ anh em ơi. 2k6 không đủ, cái này phải để tính, từ tính lại anh em, để coi cái này nó trả liền hay không. Không có thì không ngon đúng không. Để coi cái bộ đồ này như thế nào.
bộ đồ này nó cũng không có ngon, cho nên có được không được cũng không sao nha. Mà quan trọng đi coi cái này là gì đây. À cái này đây, cái này cái lên bức giống như là tấm bình phong phía sau lưng vậy đó em ơi. Rồi còn cái này mới quan trọng nè, để coi con voi này đúng không. À thuộc tính tọa kỵ 5% luôn, quá ngon anh em ơi, quá ngon. Nói chung là để dành mình để vàng mình nạp tiếp rồi mua nè. Con này 2k6 nè, 2k6 được. Con viên này viên gì đây. À thuộc tính tọa kỵ tăng được 2%, có cũng đỡ ha. Rồi cái này từ từ tính sau anh em ơi, thời gian của mình sắp hết rồi, 30 rồi, nó tầm khoảng 31 32 phút gì đó là nó hết giờ rồi nha. Cái phần mềm quay thì nó dở vậy đó, phải mà nó quay được 40 phút mình cũng quay được tiếp cho anh em luôn. Rồi thì tạm thời video của mình đến đây là kết thúc nha anh em, hẹn gặp lại anh em trong video sau nha. Rồi bye bye, nếu có thích video thì anh em hãy cho mình xin một cái like, một cái subscribe, chia sẻ nhiều người cùng xem với nha anh em. Khi nào mình có PC của mình sửa xong thì mình sẽ quay lại cho anh em nó phù hợp hơn anh em ơi, anh em thông cảm cho mình nha. Tại vì anh em biết không, tới cái ngày mấy ngày nay mình nghỉ mình không có chơi game. Tới cái hồi mình vô mình mở máy lại thì mình thấy là không có lên được. Mình mở máy ra mình kiểm tra thì chuột, từ ơi một cái ổ chuột cào bá trong cái máy tính của mình đó anh em. Quá trời ổ chuột to rồi, cắn đứt không còn cọng dây nào hết trơn luôn, cay lắm. Rồi cảm ơn anh em đã theo dõi video đến đây nha. Rồi chúc anh em có nhiều sức khỏe để mà chơi game. Rồi bye bye anh em.